nhớ. Làm con phải hiểu, ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta, uống nước nhờ. Làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mẹ tôi, mẹ tôi quý tôi yêu. Mẹ tôi đã khổ trăm chiều nuôi tôi. Mẹ tôi sống ở trên đời, ước mơ cao nhất của người là được con thảo cháu ngoan. Những ai sinh ra ở trên đời này, từ các bậc hiện tại đến các vị ánh nhân cũng vậy, đều bước ra từ trong lòng mẹ. Mọi sự thành đạt đều là mẹ vui, khi thất bại là mẹ buồn đau. Trong câu ngạn ngữ ta thường nói cha trời mẹ đất, tôi cho rằng đúng vậy. Mẹ là đất, từ đất sinh ra mọi thứ, trăm sự trên đời cũng từ lòng đất đi lên. Mẹ đã chịu đựng mọi phong ba bão táp, nắng hạ mưa đông giặc giã tứ thời, đều chồng đến đôi vai gầy của mẹ. Thật không có vật quý nào dám sánh tày lòng mẹ. Mẹ là tất cả của đời con. Mỗi người sinh ra trên đời đều chịu một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở đây xin nói đến mẹ tôi. Mẹ tôi chẳng phải là liệt nữ dị nhân hay nữ hoàng quận chúa gì, mà chỉ là bà cụ nhà quê đầu trần chân đất, người mẹ quê mùa đã trải bao lỗi bất hạnh của cuộc đời. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tình thương, cái cảnh nghèo xưa thiếu đủ đường, dãy nắng dầm trương phong phanh nhau vải, tường đất mái tranh nơi quê nghèo tân giã, chỉ sống bằng đôi tay nhỏ bé. Đôi tay ấy làm ra gạo mà tứ mùa phải ăn khoai, con cua cái ốc rau đắng củi rào, đêm đêm thao thức ấp ủ cả một đàn con. Chúng tôi sinh ra đời quẩn tắm khế mang sành cơm gói moa cao, áo quần mặc kế tiếp nhau, chẳng đứa nào dám mơ đến manh áo mới. Có ai hiểu cho cảnh cơm nguội nhà ngoài từ thuở xa xưa, mưa cứ xối xả vách thưa nhà rồi. Nhiều khi mẹ thức thâu đêm, cánh cửa khép hờ, đợi chân con về muộn. Trang sách đầu đời chúng tôi chỉ là một tờ giấy loại, mẹ dạy tập đánh vần hai tiếng o a. Mỗi khi thấy mẹ vắng nhà,
cả bọn chúng tôi ngóng chờ đỏ mắt. Quà mẹ tôi mua chỉ là tấm bánh đa vừng nhỏ nhất, cạnh đông con bẻ nhỏ dễ tia. Thế là mẹ tôi đã đi xa đột ngột quá chừng, để từ nay các con ở xa về không được nghe mẹ nói. Mẹ ơi, giờ này con muốn làm một đứa trẻ để được chạy lại ôm chân mẹ khóc hòa. Cứ mỗi lần con đi xa nhà vẫn mơ thấy bóng quê nhà có mẹ già đang đợi. Mẹ nghèo quen với đồng sâu, quanh năm chỉ sắc áo nâu mặn mà, đã chịu cái cảnh hắt hiu lều lát thay nhà, da mồi tóc bạc thương tha đã từng. Con vẫn biết cứ nghèo là khổ, mẹ đã tìm cách sinh nhai khốn khó qua ngày. Bao năm chịu cảnh gạo chịu tiền vay, hết lo sách bút lại giày áo cơm. Thế rồi mẹ dẫn con đi học tay bồng tay dắt, đứa lớn chưa khôn loắt gót thơ ngây. Tan học về mẹ ngồi tựa cửa, mẹ ngóng mẹ trông đứa đứa về dần. Mẹ nhìn thấy đàn con quây quýt quây quần, bát cơm mẹ nhịn để phần không ăn. Chỉ có dưa muối mà khó khăn mới có, của không ngon nhà khó cũng ngon. Cả đời mẹ sống vì con, ân đức ấy con còn nhớ mãi. Thế là mẹ tôi đã đi xa rồi. Nhìn đàn con mẹ chẳng nói gì, như kiểm từng đứa rồi âm thầm nhắm mắt. Cả đời mẹ đã trải mái tranh tường đất, nay có bát cơm thơm mẹ vội đi đâu. Mẹ ơi, quên sao được những cảnh đông con sống thời bao cấp, bát gạo non mì rẻ xẻng chia đôi. Chúng con mong mẹ sống lâu hơn nữa, để một lần con phong áo đỏ cả nhà vui. Ước áo ấy không được nữa rồi, trong giây phút mẹ đã ra người thiên cỏ. Để từ mai khi chúng con về đến ngõ, chiếc ngõ này như con lại bước trong mơ. Con không thấy bóng mẹ ngồi chờ, chẳng còn nhìn thấy mẹ ngồi trên giường chải tóc. Ôi mỗi sợi bạc là một ngày cực nhọc, mẹ chẳng nghĩ về mình mà chỉ nghĩ đến các con. Dù sông có cạn, núi tàn có mòn, nhưng hình bóng mẹ vẫn còn trong tôi. Tôi nguyện ơn mẹ đời đời, vẫn là con mẹ, vẫn người nhà quê. Lòng mẹ bao lạ như biển thay mình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru êm ái như đồng lúa chiều dị dào, tiếng ru bên thềm chạm tà soi bóng mẹ. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đù mặt hồ. Lời ru man mác êm như sao diều giật giơ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc
biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội dẻo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quặn thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng triền miên. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đù mặt lời ru man mác em như sao diều giật giơ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội dẻo neo nuôi con tới ngày lớn. Cho mưa gió không quặn thân gầy mẹ, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng. Nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai, gió đưa man mạn gợi những âu sầu. Đường xưa nghe lá thu chiều nay ra đứng nơi đây, gió lạnh lùng mang nỗi nhớ. Mẹ già chờ con ngồi đêm la rơi, đêm bao nhiêu lạ mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Tu nhìn lá rơi hoài, thương con mẹ trông con về, chờ mong tin con ngày tháng. Lòng đầy lo âu sầu nhớ, bao lá thu rơi mà con chưa về. Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai, có nghe trong mắt lệ thầm tuôn tràn.
Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ già chưa mong con. Thưa gia đình trang chủ, thưa toàn thể nhân dân, được sự nhờ của gia đình thì hôm nay hội người cao tuổi chúng tôi đến để chúc thực cho cụ vài tuần. Thế bây giờ thì chúng tôi xin phép bắt đầu làm, bởi vì là cụ chuẩn bị đi xa cho nên là thời gian nó gấp. Nào muốn thành chúc nóng thành giống một tuần hương thỉnh cầu Bồ Tát nên đường nhập ra chứng cho con cháu trong nhà đền ơn đáp nghĩa mẹ cha đôi tuần cũng cơm dâng nước báo ân nấm dương cách đẹp muôn phần xót xa đâu nên cùng nước phật bà cho hồn hiểu phát cho nhà bình yên hồn cùng với tổ tiên ngàn thu yên giấc cõi tiên hỡi a hòn thành con cháu dâng lên rượu ngon mái hòn cho lễ vàng con cháu
lời cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, thay mặt cho Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các ban ngành đoàn thể phường Văn Đức, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho cấp ủy quyền, ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể khu dân cư Quý Đại 2 cùng họ tộc lộ ngoại hai bên, anh em con cháu thông gia cùng bà con thôn xóm, qua một thời gian vận nạn được y bác sĩ các bệnh viện cùng con cháu anh em cứu chữa chăm sóc tận tình, nhưng do tuổi cao bệnh nặng mẹ tôi không còn nữa. Đây là một sự đau thương mất mát to lớn đối với chị em chúng tôi cùng gia đình, không gì bù đắp được. Suốt cả cuộc đời mẹ tôi không quản gian lao vất vả khó khăn nuôi dưỡng chăm sóc bố tôi, một thương binh nặng, đặc biệt cùng bốn chị em chúng tôi khôn lớn trưởng thành, công này sánh cùng non cao biển rộng, mẹ tôi mất đi mấy ngày hôm nay được các đoàn thể chính quyền anh em họ hàng bà con lối xóm thăm viếng chia sẻ động viên an ủi chị em chúng tôi, hôm nay lại bớt chút thời gian và ngọc đến tiễn đưa mẹ tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt cho gia đình tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc. Tôi xin kính mời các vị đại biểu anh em họ hàng bà con lối xóm về lại dạp tang uống nước để chị em tôi lời cảm ơn. Trong lúc tang gia bối rối, gia đình có điều gì sơ suất xin được lượng thứ. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Điều, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Văn Đức, nên làm thủ tục làm nghi thức thu quân kỳ. Xin mời đồng chí. Tổ quý bên phải bên trái quay. Thu quân kỳ. Bên phải, bên trái, quay. Về vị trí, đi đều, bóc. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, đứng bê ảnh. Sau đây phân công ban tổ chức lễ tang buổi hành tang của cụ Nguyễn Thị Phúc về chấp hiệu nội, chấp hiệu ngoài nhờ đội nhạc hiếu, về chuyển linh cữu và xe ta xe linh xa, gia đình con cháu cùng các đồng chí cựu chiến binh trong khu dân cư. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi tuyên bố buổi hành tang cụ Nguyễn Thị Phúc được bắt đầu. Trở về làng quê
bao tháng năm xa xôi các gì, chờ từng lối mòn hàng trẻ xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ mong người con đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nua chốn xưa. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ tầng đêm, những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm tình thương. À ơ, tiếng vọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ, con hỡi con ngủ cho ngoan, ngọt ngào tiếng ru như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi, biết tìm mẹ ở đâu? Hỏi từng bờ đê gió hiu hiu, mẹ tôi đâu rồi? Mái tranh êm đềm nhìn hàng tre ngơ ngác buồn, mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, sẽ không phai nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ. Dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ tận đêm, những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm. À ơ, tiếng vọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ, con hỡi con ngủ cho ngoan, ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi, biết tìm mẹ ở đâu? Từng bờ đê gió hiu.